Vâng, xin chào tất cả bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của tôi. Thì video hôm nay không reaction, cũng chả làm gì hết, mà hôm nay tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện. Đó chính là bữa ngày hôm nay, đó ngày hôm nay tôi thì hôm nay thì tôi đang edit edit cái video máy ráp 1.000 ngày sinh tồn, đó, cái máy ráp 1.000 ngày sinh tồn cuối cùng. Đang edit, nhưng mà có điều thôi, edit hơi làm biến quá. Quay sang xem YouTube giải trí một xíu. Xem xong á thì kiểu như là tôi thấy cái video đó hay quá. Video đó nói về một nói chung là cái chú đó đó, chú đó thấy được một bài viết ở trên mạng. Tôi không biết lấy nguồn từ đâu. Kể về một người vị anh hùng Trần Thị Lý. Trần Thị Lý nha mọi người. Thì tôi thấy bài viết đó hay quá, tôi bắt đầu kiểu như tôi lấy cái điện thoại. Tôi lấy cái điện thoại tôi chia sẻ lên mạng xã hội Gabo của tôi. Thì á cái thì á sau mọi chuyện rất là bình thường và rất là ổn thỏa sau khi mà tôi cầm cái điện thoại lên. Từ sau khi tôi cầm cái điện thoại lên thì mọi chuyện nó không còn ổn nữa. Vì sao? Vì tôi đã nhận được một cái Gmail từ YouTube, đó chính là khiếu nại về bản quyền video của bạn đã bị chặn, và spot lướt YouTube một ngày reaction thương đau thuận pháp của Action. Vâng, và đây xin chào Nguyễn Hai Lúa. Đúng rồi, một chủ sở hữu quyền đã xác nhận quyền sở hữu một số nội dung video của bạn qua Content ID. Do vậy, video đã chặn và không còn phát trên kênh YouTube được nữa. Đây không phải là cảnh cáo vi phạm bản quyền. Thông báo xác nhận quyền sở hữu này không gây ảnh hưởng đến trạng thái tài khoản của bạn. Ok, cái này chỉ mới là khiếu nại thôi mọi người, chứ không phải là ăn gậy. Ok, đó. Tiêu đề của video đó, nội dung hay gì đó, mặc dù tôi đã dán link được tất cả rồi đó, được xác nhận quyền sở hữu bởi Mentop Network Affinity, rồi một cái công ty nào đó, một cái công ty nào đó, tôi cũng không biết là công ty nào đó luôn. Có thể là do cái gì là cái quảng cáo game ở cuối video, quảng cáo game ở cuối video đó, là tôi bị đánh bản quyền cái hình ảnh quảng cáo game đó chăng đó, chứ tôi cũng rõ lắm đó. Thì nói chung á, bên Gmail nè, Gmail thì YouTube cứ việc gửi gửi này gửi kia cho tôi thôi đó, các kiểu là điểu. Và trong đó thì lúc nãy tôi có mới phát hiện ra một cái Gmail như thế này, đó là cập nhật tình hình. Đây, chúng tôi coi trọng sức khỏe tinh thần của bạn. Vâng, cảm ơn YouTube đã quan tâm đến sức khỏe tinh thần của tôi. Nhưng mà có điều á là sức khỏe tinh thần của tôi nó vẫn ổn đó. Nhưng mà ngoại chờ từ cái lúc mà YouTube gửi cái này cho tôi thì coi như là sức khỏe của tôi nó hết ổn rồi, nó không còn ổn như như lúc nãy nữa đó. Từ lúc nãy từ 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 trước tới giờ thì sức khỏe của tôi vẫn bình thường đó. Từ từ cái lúc mà YouTube gửi cái này cho tôi thì sức khỏe của tôi nó hết ổn mẹ nè đó. Ok đó, rồi thì video này tôi chỉ muốn thông báo cho bạn nghe đó là tôi bị ăn gậy rồi đó. Và gậy lần này là của Action, mặc dù tôi đã giải thích rằng là nếu Action có bị có vấn đề gì về về bản quyền thì cứ việc comment thẳng xuống phía dưới video là xóa ngay lập tức đó. Nhưng mà có điều là chà, coi bộ cái việc giải thích đó của tôi nó vô tác dụng mọi người ạ. Bây giờ tôi kiểm tra coi là cái video đó nó còn hay không. Theo dưới đây thì tôi vẫn thấy nó còn. Xin chào mừng các bạn. Ủa sao, tại sao vẫn còn là như thế nào? Thì nói chung là tôi cũng không hiểu rõ lắm, nói chung là tôi cũng không hiểu rõ lắm. Mặc dù người ta nói là đã chặn rồi nhưng mà không hiểu gì lý do sao nó vẫn còn ở đây. Đâu tôi kiểm tra lại trên cái điện thoại tôi xem. Đâu đợi chút nha, để tôi kiểm tra lại trên cái chiếc điện thoại của tôi xem là có thử coi là cái video đó nó còn hay không. Vâng, và đúng như tôi dự đoán mọi người ạ, cái video đó nó bị xóa mất tiêu rồi. Đây, nó bị chặn rồi. Đây, tôi đang sử dụng cái tài khoản khác, một cái tài khoản khác mà tôi chuyên dùng để đi bình luận dạo, bình luận chỗ này, bình luận hết kênh này tính kênh kia đến cái kênh kia đó. Thì nói chung á là không thấy cái video này, không thấy nha mọi người. Vậy là bây giờ chỉ có một mình tôi có thể share, có thể nhìn thấy được cái video này thôi, còn tất cả những các bạn hay không thể nào thấy được video này rồi. Và rất cảm ơn YouTube. Yeah, tôi đã bị khiếu nại bản quyền rồi mọi người à. Yeah, hay quá, bị khiếu nại rồi, quá tuyệt vời, quá ok luôn. Trời ơi, lần đầu tiên, nói chung là cũng lâu lắm rồi tôi mới bị khiếu nại đó mọi người ạ. Lâu lắm mà tôi mới bị khiếu nại. Chà. Vậy hóa ra là những cái gì là
những cái câu nói của tôi coi như là nó vô tác dụng mọi người ạ. Vâng, lời nói thì lúc nào nó cũng chả ra, nó cũng không hề có tác dụng mọi người ạ. Bản quyền của người ta thì nói chung là ấy thôi. Tôi thì thứ nhất là cái kênh tôi nhỏ xíu à, cái kênh tôi là một cái kênh nhỏ, nó chả có cái gì gọi là thu hút cả, đúng không? Đó. Nếu như mà kênh tôi là một cái kênh, nói chung là cái này thì nói ra thì nó hơi bị mất lòng cái kiểu, nói chung là kênh tôi là một cái kênh nhỏ thì sử dụng một cái reaction, một cái video của một cái kênh lớn hơn thì người ta đã gọi nó cái hành động bú fan á. Mà nó thiệt cái kênh tôi chỉ bú fan nó mới lên nổi thôi, thì không bú fan lên không nổi đâu, nó thật luôn. Mà vì bú fan cho nên thành ra là tôi bị đánh bản quyền. Vâng, cái đó bình thường chả gì hết rồi đó. Nhưng mà rất may mắn rằng á, là tôi chỉ bị khiếu nại thôi chứ tôi chả bị đánh gậy không. Đâu để tôi xem lại thử coi là tôi có bị cái phần đánh gậy không đó. Khoan khoan khoan, mọi người chờ một chút để là tôi coi thử coi, để tôi xem thử coi là tôi có bị ăn gậy không. Vâng, thì tôi đã có bị ăn một gậy đó, từ video của ông diễn Đài Loan đó, của ông diễn Đài Loan ha. Đó, một cảnh báo vi phạm bản quyền đó, một cảnh báo một gậy, và cái gậy này nó được từ ngày 29 tháng 12 năm 2020. Đó thì nó chỉ mới có 1 năm tuổi thôi mọi người, nó gần 1 năm tuổi, gần được 1 năm tuổi. Ok, gần được 1 năm tuổi. Năm nay thì mới có tháng 11 à, chưa được tới tháng 12 nữa. Vậy là cái này nó chưa được tròn 1 tuổi đâu, cái gậy này nó chưa chưa được 1 tuổi nữa. Ok. Đó. Rồi, nói chung là rất may mắn là tôi chỉ bị khiếu nại thôi mọi người, chứ tôi chả có bị đánh gậy à, chứ tôi mà đánh gậy vậy thôi. Đây, cái này YouTube. Đây, YouTube nó tự động nó chặn tôi luôn rồi nè. Đó. Rồi, rất may mắn là bị chặn thôi chứ không hề bị đánh gậy nha. Đánh gậy thì thôi chắc tôi cũng chả biết nói gì luôn đó. Thì đánh gậy thì thôi tiếp tục chơi chiêu bài cũ, ẩn hết tất cả các video reaction và sau đó chơi game vậy thôi. Chơi game được thời gian rồi nghỉ không làm nữa không, có thể là tôi sẽ sau này tôi sẽ đi tìm kiếm một cái công việc nào đó tôi làm mà tôi kiếm sống qua ngày. Lâu lâu lên mạng thì lâu lâu lên trên lại cái kênh YouTube cũ livestream game 1 2 tiếng hồ sau đó nghỉ vậy thôi đó, livestream cho nó vui vui các kiểu thôi. Rồi video này chỉ nói với bạn gì thôi, đó chính là tôi đã bị khiếu nại bản quyền. Ô về.